Anh em có biết rằng trong tổ đội Boy Phố và Racing Girl này thì diễn viên đóng Gohan Red đã phải sống trong cô nhi viện tận 13 năm. Cặp anh em Gohan Queens là bợm nhậu chính hiệu ngoài đời. Vai bộ trưởng ô nhiễm nước đã cứu Oikawa Nao khỏi sự kỳ thị. Hãy từng nghe qua chuyện món vũ khí này liên quan tới một vụ thảm sát có thật chưa? Nào, hãy cùng Messine tôi khám phá 50 sự thật thú vị độc lạ, hiếm ai nhắc về Enchin Sentai Gohan Chờ. Và quan trọng nhất là nó đảm bảo đúng 100%. Giờ thì bật nắp GoPhone, nhấn nút đăng ký kênh rồi khám phá nha. Let's go! Chiến đội cơ động Gohan Chờ là series khá hay về chủ đề tốc độ với dàn trai xinh gái đẹp và nhóm bộ trưởng tấu hề này. Tất nhiên, tôi sẽ không đề cập đến những thông tin mà chỉ cần xem phim là biết, mà tôi sẽ nói về những thứ thú vị như sau. 1. Gohan Red có mái tóc vuốt đứng là do diễn viên Furuhara Yasuhisa lấy cảm hứng từ bộ tóc của Super Saiyan 2. Dù tôi không cho phép, nhưng Yasuhisa đã âm thầm đổi tóc dần dần trong một tháng rưỡi quay phim. 2. Bộ đồ Gohan Chờ giúp người mặc tăng gấp 15-17 lần các chỉ số về lực đánh đấm, tốc độ di chuyển và khả năng nhảy cao. Mỗi bộ được may bằng vải không dệt ES của công ty Jisuo Nhật Bản. 3. Oikawa Nao từng là một diễn viên phim người lớn. Khi cô từ bỏ công việc thành công ấy, thì ngành điện ảnh đã từ chối mọi cơ hội đóng phim với cô. Bất ngờ thay, tôi mời Nao vào vai bộ trưởng Kega Lesia và giúp cô không bị đồng nghiệp xa lánh nữa. 4. Gohan Silver là chiến binh bổ sung giới tính nữ đầu tiên trong lịch sử Super Sentai. 5. Ở Gun Mode, Self-Changing Gun Manta Gun sẽ bắn ra 6 viên đạn mỗi giây. Còn ở Rod Mode, vũ khí lại tạo ra lực nghiền sắt thép dày 10cm. 6. Diễn viên đóng Gohan Go và Silver đều thích uống rượu bia. Tokuyama Hidenori tiết lộ mình có thể uống 2 lít bia hàng ngày. Anh còn đi nhậu với Hoshi Soichiro, người lồng tiếng cho Enchin Baruka. Sugimoto Yumi thì từng nhậu tưng bừng với Ebisawa Kenchi. 7. Kenchi từng đến trễ vì bảo vệ trường quay ngăn cản. Ông ấy lo chàng trai sẽ làm phiền đến đoàn làm phim. 8. Cha mẹ của Yasuhisa gặp nhau ở club sập sình và bắt đầu yêu đương. Nhưng cha anh không biết rằng bạn gái chỉ mới 15 tuổi. Tới năm 1986 thì họ sinh ra Yasuhisa. Về sau đôi vợ chồng lục đục nên quyết định ly hôn. Mẹ dắt con trai lên Tokyo sống nhưng không kiếm đủ tiền nuôi con. Bà đã gửi Furuhara Yasuhisa vào cô nhi viện và để anh ở đó từ 5 tuổi đến hết cấp 3. 9. Nhóm diễn viên nữ luôn cần có mặt ở trường quay từ 4:30 sáng để make up và thay trang phục. Họ sẽ về nhà lúc nửa đêm và chỉ ngủ tầm 2 tiếng khi lên xe di chuyển giữa các địa điểm quay. 10. Aichawa Rina đã dự casting Gohan Chờ vào cuối mùa hè 2007. Cô thấy trẻ em thể hiện sự yêu thích tới Geki Ranger nên mong muốn mình cũng được như họ. Rina cũng xem series ấy để học hỏi kinh nghiệm. 11. Chính Oikawa Nao đã quyết định cái kết cho bộ ba ô nhiễm này. Ban đầu khán giả thích họ nên đạo diễn muốn họ sống, nhưng Nao bảo phản diện thì phải đối mặt hậu quả. Dẫu vậy, Nao đã khóc nhiều trước cảnh Kega Lesia tắt nguồn. 12. Đám lính máy Ugatsu có tạo hình giống con búp bê bị hỏng và các bộ phận bị thay thế bằng dây nhựa với phế liệu kim loại. 13. Theo siêu actor Takeuchi Yasuhiro, Bridge Ice là món vũ khí nặng nhất và khó sử dụng nhất. 14. Gohan Chờ có doanh số đồ chơi là 12 tỷ yên, vượt trội hẳn so với Geki Ranger là 7,7 tỷ. 15. Usui Masahiro sợ nhất cảnh leo xuống vách đá ở tập 3. Anh trấn an bản thân là chắc chỉ tốn 5 phút để trèo xuống thôi. Nhưng màn sương mờ bên dưới đáy đã khiến cho Masahiro sợ run người và phải dáng hết sức quay cho xong. 16. Siêu của Suto Hiroto và Miu làm bằng chất liệu không thoát khí 100%. Vào ngày nắng nóng, họ sẽ phải chịu cảnh ướt đẫm mồ hôi quanh cơ thể để quay phim hoặc chụp ảnh. 17. Brave Shift Changer có ngoại hình và cách dùng lấy từ cần số xe tự động. 18. Nếu đọc họ tên Gohan Chờ theo hệ chữ Katakana, ta sẽ thấy 5 ký tự đầu tiên này ghép lại thành cụm Ekorochi, tức là sinh thái trong tiếng Anh. Còn thêm phần họ của Gohan Wings thì sẽ ra từ Ekorochisuto, nghĩa là nhà sinh thái học. Tất cả ám chỉ chủ đề bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm của phim. 19. Yasuhisa từng thử vai Kamen Rider, Sasodo và Boken Silver. Về sau anh nhận vai Gohan Red vì thể hiện được nét phóng khoáng vui vẻ của Esumi Sosuke. 20. Màu sắc 5 thành viên dựa trên biểu tượng Olympic và Thế vận hội Bắc Kinh 2008, cùng 5 phát sóng series.
21. Go On Cher là phim cuối cùng dùng lồng tiếng. Các chiến đội sau đều ghi âm trực tiếp trên phim trường. 22. Vào ngày 1 tháng 6, Go On Wings ra mắt bằng tập 16 với cây Rocket Dagger. Tới ngày 8 thì thảm sát Akihabara nổ ra. Một gã sát nhân dùng dao đâm chết 7 người và làm hơn 10 người bị thương. Để tỏ lòng tôn kính các nạn nhân, Toei đổi tên vũ khí thành Rocket Booster và tận một tháng sau mới phát hành bản đồ chơi. 23. Kataoka Shingwa biết Kosakaren là nhân vật kỹ tính trong chiến đấu nên anh đã dành thời gian tập luyện diễn xuất để thể hiện được sự thông minh và óc phán đoán nhanh nhạy của Go On Blue. Anh cũng tìm cách đơn giản hóa lời thoại cho khán giả nhí để dễ hiểu phim hơn. 24. Phần tên của mỗi Go On Cher đều chứa chữ xe. Tên riêng của anh em nhà Suto thì chứa chữ lông, tương ứng danh xưng Wings. 25. Theo designer Torisawa Yasushi, cung điện Herukaidu chứa hình ảnh các cột thả khói độc lên trời, cảnh trái đất bị chặt phá, tài nguyên bị khai thác triệt để và chất thải bị đổ xuống biển. 26. Trong tập 2, người đồng đội của Sosuke thực chất là vận động viên Motoyama Satoshi, người từng lái con xe Sanavi Sismo Z để giành chức vô địch GT Nhật Bản 2004. Riêng xe vận động này tên là Ajinomoto. 27. Hidenori được mọi người và Takeda Kohei aka Kamen Rider Dark Kiva khen là tiền bối rất thân thiện, y hệt một ông anh trai chính hiệu. Nhưng nếu họ phạm lỗi thì Hidenori sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. 28. Team siêu nhân từng giải cứu cậu bé bút chì Shin khỏi đám quái vật trong video quảng cáo cho series Go On Cher. 29. Chiếc Barbaric Doma SP có tốc độ bay gấp 3 lần Barbaric Doma. 30. Furuhara Yasuhisa rất mê thể loại Super Sentai và đặc biệt anh là Gabu vì thích cách làm việc của Gatanabe Kasuya, director của bộ Gaurancher mà Yasuhisa rất vui khi nghe tin ông sẽ đạo diễn Go On Cher. 31. Aichawa Rina chơi bóng chuyền từ hồi cấp 2 nên cô nàng tự tin vào thể lực bản thân. Cơ mà cảnh hành động lại dùng những nhóm cơ mà cô ít sai. Thành ra, body của Rina đã bị đau ê ẩm tới mức không thể cử động nổi. Cô gái còn bị chảy xước và bầm tím da nữa cơ. 32. Chira Kasone có tạo hình gốc là thằng hề mang khiên trên tay. Tuy nhiên, do kỹ năng thiên địa nghịch chuyển nên hắn trở thành một kẻ mập mạp, thể hiện tính chất hấp thụ và trả lại năng lượng từ đòn tấn công của địch thủ. 33. Khán giả có biết chữ Manta này nghĩa là gì không? Nó là đổ đầy bình đấy, tương ứng với thiết kế giống cần bơm xăng của khẩu súng. 34. Nhóm sản xuất bắt đầu chuẩn bị mọi thứ tầm 2 tháng trước khi quay và khi bắt đầu, toàn bộ đoàn làm phim đã tập trung tại một ngôi đền để cầu nguyện cho mọi sự suôn sẻ và bình an hơn. Có khoảng 100 nhân viên đã tham gia sản xuất series. 35. Ấn tượng đầu tiên của Masahiro và Kenchi về đồng đội đó là 1. Sau buổi thử giọng của Yasuhisa, họ đều chắc nịch rằng vị trí sensei đỏ là của anh ấy. 2. Họ thấy Shingwa giống giảng viên đại học và trông rất thông minh. 3. Rina đã cắt bớt tóc trước khi tham gia series. Cô ấy có nét trẻ con nhưng càng ngày càng trưởng thành hơn. 4. Kenchi đã tưởng Yumi lớn tuổi hơn mình vì sự mạnh mẽ và chín chắn của cô ấy. 36. Cơ thể của Hiramekimedes kết hợp các dụng cụ nghiên cứu của một nhà khoa học thời phục hưng. Còn dạng Detaramedes thì dựa vào mẫu thiết kế pháo của Leonardo da Vinci. 37. Team này từng ở chung phòng trang điểm với team Kamen Rider Kiva nhưng có vách ngăn ở giữa. Khi họ dẫn hết thì mới thấy Takeda Kohei ló đầu qua. Phía Go On Cher còn sợ mình đã làm phiền đối phương cơ. 38. Yasuhisa từng nói với Yumi rằng chà, chiến binh thứ 6 là con gái thì đỡ ghê, tại đàn ông cạnh tranh mạnh lắm. Câu này chạm tới lòng tự trọng của Yumi vì cô vẫn luôn cố gắng tập luyện như các thành viên nam khác. Yumi đã giận Yasuhisa và đến khi Hidenori an ủi thì cô nàng mới bỏ qua. 39. Nhà sản xuất có cảnh báo Ogikawa Nao rằng vai Kelagesia sẽ khiến cô bị ghét. Thế mà Nao không hề lo lắng mà còn quyết tâm diễn nét ác tới bến để bọn trẻ phải sợ mình. Nao chỉ thấy khó khăn ở việc giữ cân nặng vì cô hay uống rượu sake và lo vòng bụng sẽ tăng lên. 40. Go On Cher là series đầu tiên có đủ 5 màu đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá và đen sau 20 năm kể từ chiến đội siêu thú Lifeman. 41. Tính cách Aichawa Rina vốn nhút nhát và ít nói, trái ngược với Rojama Saki thích tiếp năng lượng cho mọi người. Rina đã cố gắng giao tiếp nhiều hơn để cải thiện kỹ năng đài từ, giúp câu thoại chân thật chứ không phải là đang trả bài. Cô bé hy vọng khán giả có thể nhận ra và công nhận nỗ lực đó. 42. Furuhara Yasuhisa rất tập trung vào cảnh mình đang diễn, nhưng anh cũng dễ quên mình cần làm gì tiếp theo nên thường quay hỏng 3-4 lần.
4-3, cách diễn, chiến đấu của Go Launcher đều do đạo diễn chính và đạo diễn hành động quyết định. Kiểu Red thì phải ra tay dứt khoát, còn Zelo thì phải mềm mại chút, đúng kiểu con gái. Tuy nhiên họ vẫn được tự thêm thắt một chút để tạo ra các nét đặc trưng của mỗi nhân vật. 4-4, mô hình engine được điều khiển không dây và những dây dẫn màu sắc khác nhau sẽ quyết định thứ tự các phát nổ này. 4-5, Hidenori đã chăm chỉ đọc đi đọc lại kịch bản nhằm tương tác tự nhiên nhất với Yumi vì anh sợ nét diễn của mình bị cứng. Anh cũng đặt ra tiêu chuẩn diễn xuất ngày càng cao để tạo ra Go on Go tuyệt vời nhất. 4-6, trước buổi live cuối cùng nhằm khép lại toàn bộ series, Furuhara Yasuhisa bất ngờ mất tăm mất tích. Yumi khẳng định đây là lần đầu tiên cô thấy Hidenori nổi giận vì một thành viên nào đó. 4-7, ban đầu Ebisawa Kenji khá căng thẳng nhưng khi bắt đầu quay, anh lại bỗng dưng quên hết nỗi lo mà nhập vai rất tự nhiên. Anh mô tả Ishihara Gunpei là người ngoài lạnh trong nóng, rất giống tính cách của mình. Ngoài đời thì Kenji cũng là chúa hề, khán giả cứ xem đoạn này là hiểu. 4-8, Rina tiết lộ nhóm G3 Princess là cơ hội trời ban để các thành viên nữ dựa vào nhau và có dịp tâm sự nhiều hơn. Mấy ông nam cũng thể hiện sự yên tâm khi nhỏ em có thêm bạn bè. 4-9, anh trai ruột của Yumi là người đã truyền kinh nghiệm và động lực để em gái quay phim. Thật ra, Yumi đến Tokyo vì nghĩ mình muốn đóng phim. Tới lúc thực chiến, Yumi mới nhận ra mình suy nghĩ quá đơn giản. Diễn viên không chỉ lo học thuộc thoại mà còn phải tương tác với đồng đội, với camera. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, Yumi đã tự tin hơn và cảm thấy công việc này thật sự rất vui. 50. Yasuhisa cảm thấy mình và Esumi Sosuke không thực sự giống nhau. Sự không hòa hợp này khiến anh phải cố gắng diễn ra nét của nhân vật và đôi lúc bị lố khiến đạo diễn bảo anh nên tiết chế lại. Điểm cộng là có vài điểm tốt ở Go Red mà Yasuhisa muốn học hỏi cho bản thân. Vậy là chúng ta vừa khám phá xong 50 sự thật hấp dẫn về Go On Chơi rồi. Không biết tôi còn nhớ thiếu cái nào không nhỉ? Nếu có thì anh em mau mau bình luận chỉ giáo nha. Đồng thời nhớ gợi ý các chủ đề mới mà mọi người thích. Messine tôi sẽ sớm làm về chúng đấy. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. Bye bye!